chiều ngày 31 tháng 3, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tháng Ramadan tại Thánh đường Hồi giáo Chăm, xã Quốc Thái và Đa Phước. Cùng đi với đoàn có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Huyện ủy An Phú. Tại nơi đến thăm, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các vị trong ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Chăm, xã Quốc Thái và Đa Phước. Thiếu tướng mong rằng ban quản trị Thánh đường cùng bà con đồng bào Chăm ở hai địa phương tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là chấp hành nghiêm các chỉ thị của chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong năm 2022. Dịp này, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã trao tặng mỗi thánh đường một phần quà và chúc ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Chăm, xã Quốc Thái, Đa Phước cùng cộng đồng đón tháng Ramadan trong an lành và hạnh phúc.